Anh qua sớm quá không? Sợ vợ anh phát hiện hả? Sợ gì? Anh nói gạt nó đi câu cá. Trời ơi, có mừ nó cũng không phát hiện được nữa. Em biết rồi đó, đi câu cá là phải lựa đi sáng sớm. Đi câu cá trễ quá nó nghi là sao? Người yêu của em đúng là nhiều chiêu trò đó nha. Thôi đi vô đi tranh thủ. Khoan, khoan, khoan. Chết cha, tự nhiên nó gọi ta. Anh nghe được. Alo. À, anh nghe nè vợ. Anh đang ở đâu á? Trưa nay có về ăn cơm với em không? Anh đang ở chỗ câu cá. Vậy, trưa anh về ăn cơm với em nha. Thôi vậy thôi em tắt máy đi. Chứ mình đang câu cá mà mình nói chuyện ồn ào quá. Cá nó không dám ăn. Vậy nha, trưa anh về ha. Tự nhiên sao bữa nay nó gọi anh vậy ta? Không lẽ nó xin nghi cái gì? Em, anh nói nghe nè. Anh tranh thủ vô với em. Rồi tới trưa anh chạy về nhà ăn cơm với nó. Để thôi nó nghi ngờ là mệt nữa nha. Thì cũng được. Để em xíu, em có điện thoại. Sao tự nhiên hôm nay vợ anh gọi em vậy nè? Cái gì? Vợ anh gọi hả? Để em nghe. Alo, Hân hả? Trưa nay mày qua nhà tao ăn cơm nha. Hôm nay á chồng tao đi câu cá, chắc là câu được con cá lớn lắm. Với lại á bạn bè lâu ngày quá không gặp, nhớ qua nha. Thôi để xíu tao qua ha. Anh này sao á, tự nhiên gọi một phát mà trúng ngay hai đứa vậy? Chết rồi. Nó nói với em á, bữa nay anh câu được con cá lớn lắm. Chắc là nó nói chặn đầu rồi. Mấy lần trước á, anh câu cá về tay không, không dính con nào hết á. Nó nghi ngờ rồi em ơi. Bây giờ anh tính như vậy, một lát nữa mình chạy ra chợ mua đại con cá ở đó, đem về cho nó khỏi nghi. Vậy thôi, xíu nữa anh cứ ra chợ anh mua rồi anh đem về đi. Xong rồi khoảng tầm xíu nữa em qua sau. Chứ nếu mà hai đứa về chung á là chắc chắn nó cũng sẽ nghi ngờ đó. Tính vậy đi. Vợ ơi, trúng mánh rồi vợ ơi. Chồng câu được con cá tươi ngon quá nè vợ. Anh về rồi hả? Wow, cá bự dữ ta. Trời ơi, cũng hên ghê á. Hôm nay á em có mời con Hân á qua đây ăn cơm với vợ chồng mình. Bình thường á em hay khoe với nó là chồng tao á đam mê câu cá lắm, lúc nào cũng câu toàn cá bự 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 không à. Hôm nay có cá đỡ quê với bạn á. À, vậy là em có mời bạn em qua đúng không? Vậy thôi sẵn con cá nè, em vô em kho mắm hay là em nấu canh chua đi để đãi bạn. Rồi em biết rồi, chút nữa em làm liền. Ừ. Tao bạn không tới kìa. Mới tới hả? Ừ. Tao có đi ngang bà bán trái cây, biết mày thích xoài với táo nên là tao mua qua nè. Sẵn tao qua sớm coi có phụ mày cái gì thì tao phụ. Trời ơi, bạn bè với nhau không mà mày khách sáo quá. Qua ăn cơm là được rồi. À, quên nữa. Đây. Trong đây á là mồi câu mới. Em tặng cho anh nè, anh mở ra coi đi. Em chắc chắn với anh luôn á nha, mồi câu này của em á thế nào cá nó cũng cắn câu nhanh lắm. Cảm ơn vợ nha. Anh mở ra coi đi. Chiền ơi, tặng lúc nào không tặng, tới lúc tao tới thì tặng à. Định cho tao ăn cơm chó hay gì? Anh Quang á có phước lắm á, mới cưới được cô vợ chu đáo, chiều chuộng anh vậy đó nha. Cảm ơn em nha. Vợ anh lúc nào cũng chu đáo với anh hết á. Vậy anh mở ra coi ha. Hồi hộp quá. Ủa em, này là cây kéo mà chứ đâu phải mồi câu gì đâu. Chứ kéo mà, chứ em đâu nói gì đâu. Chỏ lông gà mà anh còn đem đi câu cá được mà. Đã vậy câu một con cá bự luôn là khác nữa. Cho nên là em nghĩ cái gì cũng có thể làm mồi câu được. Em mới tặng anh cây kéo đó. Vợ ơi. Em nè. Anh đi câu cá nha. Bữa nay mấy thằng bạn rủ anh đi câu cái hồ này hơi xa một chút, nên tranh thủ đi sớm. Lúc nào cũng nói với em đi câu cá hết trơn á, mà chưa bao giờ đem một con cá về cho em. Em chọc anh hoài.
Nói chung là câu cá này là một cái hình thức giải trí thôi, chứ đâu phải lúc nào câu là dính cá đâu em. Thôi, anh ráng câu dính cá về cho em nấu ăn ha. Thôi anh đi đi. Ừ, đi nha. Để tôi coi anh câu cá dưới hồ hay là trên cạn. Anh nghe nè vợ. Ừ, anh đang ở đâu đó? Trường này có về ăn cơm với em không? Anh đang ở chỗ câu cá. Về. Trưa anh về ăn cơm với em nha. Thôi vậy thôi em tắt máy đi, chứ mình đang câu cá mà mình nói chuyện ồn ào quá. Cá nó không dám ăn. Vậy nha, trưa anh về ha. Sao tự nhiên hôm nay vợ anh gọi em vậy nè? Cái gì? Vợ anh gọi hả? Để em nghe. Trưa nay á qua nhà tao ăn cơm với vợ chồng tao nha. Hôm nay á chồng tao đi câu cá, chắc á là câu được con cá lớn lắm. Với lại á bạn bè lâu ngày không gặp á, mày nhớ qua nha. Thôi để xíu tao qua ha. Anh còn muốn nói gì với tôi nữa không? Em ơi anh xin lỗi. Đáng lẽ ra lúc đó tôi tới tát cho hai người vài bạt tay đó. Nhưng mà nếu như tôi làm vậy á thì làm sao mà có kịch hay cho hai người để coi. Có bằng có chứng thì tôi mới nói. Vậy anh muốn coi lại không? Nè anh coi đi. Em ơi. Trời, anh biết anh sai, anh có lỗi với em. Có gì từ từ bình tĩnh nói, em đừng có làm bậy nha em. Thật sự chẳng qua là anh nhất thời rung động thôi, chứ anh không có cái ý là bỏ vợ bỏ con gì hết á. Tôi làm rất là nhẹ nhàng. Bây giờ trên người của hai người đúng không? Thừa cái gì á thì tôi cắt cái đó thôi. Em đừng, anh xin lỗi em. Đừng có làm bậy em. Tôi mới làm bậy. Lúc nào anh cũng mở miệng anh nói là chỉ là rung động nhất thời thôi. Nhưng mà rung động á là bảy kiếp không may cho anh đó, cái đồ khốn nạn. Tao sai, tao xin lỗi mày. Tại bạn bè mà tao thấy cái gì mày cũng hơn tao, cái gì mày cũng có, nên là tao mới giật chồng của mày thôi. Nè, lần này á tao chỉ cảnh cáo mày thôi nha. Lần sau nếu mà còn lén phán với chồng tao một lần nữa thì tao cạo rách cái bản mặt của mày á. Còn hôm nay á, tao sẽ đăng cái bộ mặt của mày lên hội nhóm câu cá, để cho mấy bà vợ đó né cái bản mặt bất dạy của mày ra đó. Lan ơi, mày chịu cho tao con đường lui đi Lan. Mày câm. Nếu như mày ở đây lên tiếng một lần nữa là tao xiên luôn mày đó. Biến ra khỏi nhà tao nha. Em bỏ kéo xuống đi em. Coi muốn câu đúng không? Câu cá bằng cỡ lông gà nè. Em cũng được mà. Câu này được câu này. Em ơi.